Hello siêu bạn nha, ngày hôm nay chúng ta đến một arc level 70. Chờ anh một tí ở server 185 gà lắc. Hiện tại là arc này đang 182 lực chiến rồi, lực chiến là khá là cao. Thì hôm nay một là mình sẽ đi cho bạn, cho anh này lên vật tổ công level 26. Và sau đấy sẽ giới thiệu với arc này xem arc có những cái gì nha. Hiện tại là vật tổ khá là cao rồi, 25, 27, 26 này. Khá là lâu rồi lại sờ một arc lực chiến nó cao như thế này. Mấy hôm nay thì làm toàn những arc mà level nhỏ nhỏ, lực chiến cũng tầm tầm. Không phải lực chiến thấp quá nhưng cũng tầm tầm thôi, chứ không được như thế này. Đi vào tổ công, tổ may mắn thì khá là nhanh. Nhưng sao có khoảng thời gian chờ này nó rất là lâu này. Nhưng mà nó không bằng được cái vật tổ thủ đâu, vật tổ thủ là cái khi khủng khiếp. Ghét cay ghét đắng. Ghét cay ghét đắng luôn. Sao mít ta? Sao mít được ta? Đây bình thường mình sẽ bắn 45. Sao mít được ta hay nhở? Bắn đùa thôi. Sao lại có thể mít được nhở? Ảo ghê. Chung là rất là nhanh chóng, hai tên đam là chúng ta có thể xong được xong vật tổ này rất là nhanh. Phong ấn cấp vẫn chưa lên các bạn ạ, còn một chút xíu nữa thôi, một lượt nữa là lên. Thì mình sẽ đi một lượt nữa xong rồi để đấy cho anh này up thêm, còn hôm nay thì sẽ không đi full lượt. Còn phiêu trên 6 lần cả. Nhưng mà nói chung mình sẽ đi hai lượt thôi, sau đấy là giới thiệu arc và đi trong sảnh cho các bạn xem. À đi trong giải giới cấp cho các bạn xem. Còn đi 6 lượt thì lâu lắm. Để xem lên công và tổ công level 26 thì sẽ lên được bao nhiêu lực chiến nhá. Chứ còn đi hết 6-7 lượt thì nó lâu quá. Nói chung là một lượt là chết. Mà hầu như là bắn toàn crit cả. Bây giờ mình bắn 3 turn thì hầu như là đều crit cả. Không phải hầu như toàn crit cả mà là 3 turn bắn đều crit, 4 turn bắn đều crit. Hay ghê. Vậy đi trong này toàn crit không à? Để xem là lên bao nhiêu nha. 989 lực chiến. Ở cái lực chiến như này tăng được một chút lực chiến thôi nó cũng đã là một sự cố gắng rất là. Các bạn biết là vật tổ từ cấp 25 đến 26 nó tốn bao nhiêu điểm ấy mà lên được có 1000 lực chiến. Các bạn biết là cái tầm lực chiến đến tức là lực chiến này lên được một lực chiến thôi nó cũng khó. Thì hôm nay mình sẽ cầm VIP búa Minotaur nha. Và giờ thì ai cũng cầm VIP búa Minotaur cả nên là mình cứ theo vòng trào thôi. Pet thì chúng ta có là Pet Heal level 70. Bên cạnh đấy thì nuôi thêm con rồng mỹ cổ nữa này. Bộ ngọc thì chúng ta có là liên kích phong ấn hạt nhân bạo kích miễn kháng là cam, còn lại là tần báo là tím. Tu luyện thì full level 75 còn thừa rất là nhiều mình tu luyện đây nữa. Mình tu luyện thì giờ kiếm rất là nhiều, không khó để có thể kiếm được. Event nó cho cực kỳ nhiều luôn. Sát thương là 2000, 4200 này, giáp là 6100 rất trâu, quá trâu luôn. HP là 41000. Thể lực là 415. Khiếp nhỉ. 41000 máu. Thần khí là bậc 6 cao nào đúng như mình nghĩ là nó mắc thần khí rồi. Đá khảm chúng ta sẽ có là full bộ đá 11. Nói chung là đến cái tầm lực chiến này thì ăn nhau chủ yếu ở đá khảm thôi, còn lại là hầu như các bạn biết vũ khí rồi nhẫn vòng như kiểu là áo nón thì cũng cộng 15. Nó lại không dát vàng. Cộng 15 dát vàng. Thiên sứ thì cũng rất vàng, pet thì cũng quay mắc rồi, vật tổ thì cũng gần mắc rồi, thần khí cũng mắc. Nói chung là ăn nhau chủ yếu ở đá khảm và nhẫn vòng nữa. Nhẫn vòng thì nó lên thì cũng chỉ tăng được một chút lực chiến thôi, nhưng mà dù sao thì một chút đấy nó cũng tạo nên việc là top 1, top 2. Để xem top server này là bao nhiêu nha các bạn. Khả tú này, server này mình làm rồi các bạn ạ. Server này mình có làm rồi, 227.000 lực chiến này. Mình tên nhìn tên khoảng khả tú nghe rất là quen. Bây giờ thì mình sẽ đi giải cấp nha. Hai bằng đi. Lâu lắm mới cầm lại một cái app Pet Heal này để làm clip. Hầu như là những app gửi cho mình làm clip toàn là pet rồng cả. Mình đang muốn là làm những app mà kiến đỏ này, cỏ ma hay là gà đét kiểu như vậy. Trận đầu tiên lại gặp level 449 này. Pháo à?
chỗ này mình nhớ không nhầm thì là bắn lực 60 hay 80 đó. À full lực, full lực, full lực. Mình không nhớ rõ là bao nhiêu. Mình muốn bắn thế là nhanh thôi mà, chỉ cần chạm vào người thôi là xong. Còn căn ke nếu như bình thường gặp những người ngang ngang lực chiến thì mình sẽ bay lên trên chứ không 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 mạo hiểm mà bắn kiểu đấy đâu. Mấy anh cao thủ bên level 58 cầm su âm nhạc ấy. Đấy mình đang nói là mấy anh cao thủ bên Gunny Zing ấy, Gunny máy tính ấy thì còn biết căn cả góc âm cơ. Là ví dụ âm 5, âm 10 còn biết là bao nhiêu khoảng cách thì sẽ bắn bao nhiêu cơ. Còn mình thì chịu. Mình thì có thể bắn góc cao thôi. Bắn góc 45 như thế này là đã là một việc khiến mình cảm thấy hơi khó khăn đấy. Các bạn thấy lại mít đấy. Nó vẫn win. Bắn trúng hay không trúng thì vẫn win. Thế mới lạ. Hai trận đầu tiên thì khá là đơn giản. Trận này thì bắt đầu gặp level 61 rồi. Map này cũng là một map đào được. Mình đang đứng đâu đây? Mình sẽ đứng ra sát mép nhé. Bắn chay thử một phát để xem đối thủ chúng ta là lượng máu biết là như thế nào. Cũng được 5.800 máu. Nói chung là những trận đầu tiên này thì mình nghĩ là gặp đối thủ không quá khỏe, không quá mạnh đâu. Tí nữa lên đến gà 14, 13, 13, 14 thì đấy bắt đầu mới khó được. Ở tầm này thì gặp đối thủ bình thường. Anh này lại đứng đơ đấy rồi, tương sau thì mình phải full dam nhá. Chắc là full dam là sẽ chết đấy. Xong. Không biết các bạn không biết là trận này là bị lag hay là anh này cố tình để như thế để cho nó kéo dài thời gian nữa. À đây full dam rồi. Chắc là nhiều bạn cũng đã từng gặp nhiều những trường hợp mà vào trận bắn xong phát không thì đứng đơ ở đấy luôn. Ủa, 10.000 máu đấy các bạn ạ. Không đùa được. 45 này. Đúng không? Chỉ với 2 tơn chay các bạn ạ. Tơn đầu tiên không crit thì là 5.800. Nếu mình nhớ không nhầm, tơn thứ 2 crit thì mới lên 19.000 luôn. Đúng không? Khủng khiếp mà. Đã qua 3 trận rồi vẫn rất là đơn giản. Lại gặp lại tiếp này, tơn này mình full dam luôn nhá, chứ không bắn chay nữa, bắn chay mất thời gian lắm. Ngày xưa cái map này mình toàn đang nói thì game nó lại ngắt lời mình. Mình nói là ngày xưa là mình chơi cái map này ấy, thì hay tìm những cái góc kiểu như là mình nhớ góc nhớ được ấy, mình đứng đấy mình bắn luôn, chứ không căn lên góc 65 rồi bắn nữa. Chứ không căn lên góc 65 rồi bắn, vì là lúc đấy mình chưa biết góc lực gì cả. Thế mình cứ đứng, nó cho góc bao nhiêu thì mình bắn trận đầu trận sau nó bao nhiêu thì mình nhớ được những khoảng đấy, xong đối thủ bay ra chỗ khác thì chịu chết. Nên là ngày xưa mình ghét cái map này cực. Đối thủ bay ra chỗ khác là mình chịu chết không bắn được luôn. Xong sau đấy thì học được góc siêu cao thì bắt đầu là bắn ổn ổn hơn một tí. Sau đấy là gặp tới góc 65 thì lúc đấy là gần thành siêu nhân rồi. Nửa màn hình này mà mình bắn tầm 38, 39 mà lại ra đằng sau á. Kỳ lạ ghê. Nhưng anh 48 này có vẻ là khá trâu này. Không biết là lực chiến bao nhiêu, nhưng có vẻ là khá là trâu. À, Mr. Hành. Mr. Hành ngày xưa mình làm rồi đây. Anh này là 160.000 lực chiến. Anh này là 160.000 lực chiến. Nói chung là chắc là 160, 65 gì đó. 170 nhỉ? Mình không nhớ rõ lắm đâu. Nói chung là lực chiến cũng ổn ổn. Bạo kích rồi. Nhưng mà dù sao thì một arc mà cấp quá thấp ấy, không thể nào đủ máu để có thể đấu được với những arc mà level 60, 70 được. Đến cái tầm mà lực chiến như thế này rồi thì cái việc mà máu hơn nhau ấy, nó rất là quý. Lại gặp tiếp. Chứa ăn nhau ở máu. Các bạn thấy là dù đam to đến đâu chăng nữa, nó hay dù giáp to đến đâu chăng nữa thì đam nó vẫn được từng đầy máu. Thế nên là việc nếu mà máu cao hơn thì nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Tí nữa lại có ảnh để gửi cho người quen rồi. Ác Mr. Hành này mình làm đến tận 2 clip rồi thì phải. Một lần là 4x,
140.000 lực chiến và một lần là 4x 160.000 lực chiến hay là 170.000 lực chiến, mình không nhớ rõ lắm. Mình chỉ nhớ mang máng như vậy thôi. Tại sao nó không bay lên? Tại sao lại không bay lên mà lại đứng đây bắn? À, đào đi. Thử đào xem như nào. À, thần báo. Miễn kháng. Sau tuần này hình như là mình không ăn được tí máu nào. Nó hồi lại máu hết luôn. À, thêm một kỹ năng pet đi. Mình bắn bù láo bù léo chứ không phải là... Đấy là mình nghĩ cái trận này là mình cũng không thua được. 7.600 máu, chỉ cần ném một cái kỹ năng pet thôi là đã mất đến 1/3 cái, hơn 1/3 cây máu rồi. Sau khi 7.000 máu bắn vào mình thì phải khoảng độ 6 tên bắn thì mới chết được. Tận 41.000, gần 42.000 lực chiến cơ mà. 41, gần 42.000 máu. Thì 7.000 máu thì phải 6 tên bắn đúng không? 6 tên bắn mình có chết thì chết được. Tên này mình không chết thì mình lại bay bên kia. Trừ khi là hạt nhân, mà không thì không thua được. Phong ấn luôn rồi. Đây. Chúng này, liên kích luôn các bạn ạ. Thêm tí. Băng đi. Cái này mình sẽ băng nhé. Cái gì vậy? Đúng cái trận đang gây cấn nó bị náy thì còn gì là ấy nữa. Giờ là tới turn anh kia luôn thì phải. Mình bấm băng nhưng mà chưa kịp kéo lực. Cái turn này là chắc là đến turn anh 48 rồi. Nếu mà không ra miễn kháng phát này là mình chết này. Đùa, mạng mẹo chán thật. Chắc chắn là đào rồi. À, dính phong ấn rồi các bạn ạ. Thế thì đỡ rồi. Mình sợ là sẽ có người xem đến bỏ đoạn trước và xem đến đoạn này thì sẽ nói là tại sao lại trận này lại gay cấn. Nó gay cấn là bởi vì cái anh 4x này lực chiến khá là cao. Rồi làm sao bay lên ta? Sao đứng đây bay... Thôi được, kệ đi. Xem là có chết không. Miễn kháng rồi các bạn ạ. Mà không biết có chết không. Không chết. Cái ăn cái tên bạo kích đã thấm phết đấy chứ. 7.000, à 700 máu nhân với 9. Coi như 7.000 máu đi, khá là thấm đấy. Còn có nửa cây máu mà, hay là thấm. Nhưng còn nếu mà mình đang full máu thì... Thì nó lại là chuyện bình thường. Nhưng mà đây là đang gần hết máu rồi. Thực ra là do cái tơ đầu mình đào nó lại còn diễn biến khá. Chứ nếu không thì anh này không được bắn nhiều tơ đến như thế. 25.000 máu luôn này. Bạn thấy một tơn pau thôi là anh kia đã lên đường rồi. 7.000 máu được 1/3 cây máu thì anh này chỉ khoảng độ 20.000 máu thôi. Level 48 anh chỉ khoảng 20.000 máu thôi. Mặc dù là có thể giáp với cả tấn công của anh ấy khá là cao chứ, nhưng mà đến cái tầm lực chiến này mình đảm bảo với các bạn luôn, máu mới là điều quan trọng. Đồng hoa này, hình như top server nào này, nhìn quen lắm các bạn ạ. Hình như mình có làm clip rồi, đồng hoa này mình có làm clip rồi. À, chơi đàm thì mình cũng sẽ chơi đàm nha. Anh này chơi đàm thì mình cũng sẽ chơi đàm, không đào nữa. Mà cũng tùy thôi. Có cơ hội đam thì mình vẫn sẽ đam. Bị lag rồi. Đối thủ chúng ta bị lag rồi. Đang bò ra sau này để lấy góc. Đảm bảo luôn. Bật full down bò ra sau để lấy góc. Nhưng mà đang lấy góc thì bị dead game như mình vừa nãy. Có lẽ là hôm nay mạng của game này chứ không phải là mạng của nhà mình nhá. Mạng của game này đang bị vấn đề.
ngày hôm nay bị đít. Đít hai phát liền rồi. Đấy, mà. Full đam luôn vậy. Bật full đam vẫn còn thừa 160 thể lực các bạn ạ. Bật full đam lên vẫn còn thừa rất là nhiều thể lực luôn. 14k máu rồi, phong ấn luôn. Tỉnh lại đấy. Bị lỗ mất một tơn đam, khá là phí, khá là tiếc cho anh này. Tiếp theo là một tơn bắn chay từ phía của anh. Từ phía của Đông Hoa. Tiếp theo là một tơn chay của mình. Hai người đều đang bị phong ấn các bạn ạ. Cả hai đều đang bị phong ấn. Máu trâu như này mà cứ phong ấn như này thì không biết bao giờ mới xong một trận mất. Không biết bao giờ mới xong một trận nữa. Hạt nhân rồi. Không, hạt nhân đã chạy rồi. Vẫn là một tơn phong ấn mình. Nhưng mà sau tơn này là mình sẽ có thêm một tơn nữa. Mình sẽ bay lên để lấy góc nha. Bay ra xa một tí đi. Chắc là anh kia cũng biết là mình không chơi đào rồi. Những người cầm laptop này, họ hay có một cái đó là đôi khi họ không thích chơi đào. Mình không biết tại sao thế, nhưng mà đợt trước mình xem livestream của anh thần mèo ấy, anh Quang Huy, Huy Quang ấy, thì mình thấy là anh ấy cũng không hề chơi đào đâu, không thích chơi đào đâu. Và cũng mong muốn đối thủ của mình không chơi đào. Mình không biết là tại sao. Nhưng mà dù sao như thế cũng rất là hay. Mình đào rất là kém. Chết tôi rồi. Phím một tên ấy rồi. Quả đấy là mình đang nói thì là lại quên mất. Quả đấy mình phải bắn lực 76. Xong rồi bắn lực khoảng 84-85 mới trúng được. Và vừa rồi là mình bị hố. Tên này mình lại bắn chay tiếp nhá. Như vậy là đối thủ chúng ta cũng chơi đam rồi chứ không chơi đào. Đây mình cũng sẽ ok, mình sẽ chơi đam. Thật sự luôn là ngày xưa ấy. Cái gì vậy? Tầm 64. Ngày xưa ấy, những người mà lực chiến cao ấy, họ hay có một cái kiểu đó là nói những cái người mà lực chiến thấp hơn chơi đào ấy, là kiểu trẻ trâu rồi các thứ. Mình không biết tại sao thì. Cứ nói là những người mà lực chiến thấp mà chơi đào ấy là nhục các thứ. Trong khi là họ hoàn toàn có thể chơi đào mà. Tại sao lại còn nên nói những người lực chiến thấp hơn mà như thế là dùng được. Không biết tại sao. Băng tiếp rồi. Hiệu liệu có phải bay sang đào không? Lại mình lại ăn một cú lừa các bạn ạ. Từ nãy giờ không chỉ đam không đào mà lại bị đối thủ đào thì đau lắm. Vẫn là full đam các bạn ạ. Không hề đào luôn. Tuần này có vẻ là sẽ khá thấm này. Tuần này mà chúng nó thấm lắm này. 20.000 máu ra đi. 20.000 máu ra đi luôn. Tiếp theo là mình vẫn lời một tên kỹ năng pet, không được bắn được máu. Rồi, ok. Đây thôi. Chúng không nhỉ? Không trúng các bạn ơi. Không trúng rồi. Sẽ không trúng ta. Kháng à? Kháng à? Ngọc gì đó chạy đi, liên kích. Không phải là ngọc mà mình mong muốn.
không phải là ngọc mà mình mong muốn. Ui nhưng mà cái tơn cuối chất lượng, cái ngọc liên kích này là chất lượng này, nó thêm đúng một tia mà tôi tia đấy lại là tia bạo kích, thế là rất là chất lượng ở cái pha đấy. Dù sao cũng khá là hên, tí nữa hơi thua rồi, trận này bắn quá là ngáo luôn. Không hiểu sao cái trận vừa rồi mình nói nhiều quá, thế nên là góc bắn các thứ nó loạn hết cả lên. Cái gì vậy my friend? Ok chúng ta sẽ đi nhốt trận cuối nha. Xem trận này sẽ gặp ai đây. Không biết là đang gà 14 này, không biết là liệu có gặp một anh mà chiến kinh khủng khiếp hay không. Nó lại tìm trận khá là lâu nhỉ. Không biết có phải là do lên gà cao này thế không. Ồ, ba thư là server nào đây? Ồ, chỉ là gà 16 đấy các bạn ạ. Không biết đâu được đấy, biết đâu là hôm nay giờ này anh đấy mới đi. Có thể được chiến giống mình nhưng giờ này anh đi thì sao. Vừa nãy mình cũng bắt đầu đi từ gà 16 mà. Thế mình sẽ full dam luôn đi. Một tên đào ở đây thì chưa chết được nên là mình vẫn thoải mái. Thần báo luôn rồi. 4.000 máu. 4.000 máu các bạn ạ. Căng rồi, căng rồi, căng rồi. Có lẽ là căng rồi. Không hề đơn giản chút nào. Có lẽ sẽ bay lên trên này. Quá luôn rồi các bạn ạ. Mình sẽ đào nhé. Chỗ này mà mình phải tận dụng lợi thế đào ngay đấy còn gì nữa đúng không? Mình tận dụng lợi thế ngay, hạt nhân luôn. Đấy thì cái pha này thì dù đứng ở đâu thì cũng chết thôi. Cầm ác này đi giải sơ cấp còn thì sướng tay như thế này thì không biết là nếu mà đi trong sảnh, không biết là đi trong sảnh thì nó sẽ sướng tay đến mức như nào. Rồi chúng ta sẽ dừng lại ở gà 13 nha. Thì các bạn có nhận xét như thế nào về ác này hãy comment xuống phía dưới nhá. Mình sẽ kết thúc từ clip tại đây thôi. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video mình nha. Chào các bạn. À quên, đừng quên bấm like và đăng ký ủng hộ mình nhá.